Anh ở đâu tới anh? Christina không? Anh đến thăm mình. À, anh có chiếc Tesla nè. Chiếc này cũng rất đẹp. Model mấy anh? Model 3. Model 3 nè. Anh mua lâu chưa anh? Mua được khoảng 2 tháng rồi. Hải Lâm Vlog xin mến chào cô chú và anh chị và các bạn. Cũng khá lâu rồi hai anh em mới gặp lại. Hôm nay thì anh Thanh đến thành phố Hamstore để thăm gia đình sáng dịp. Anh Thanh đến thăm Hải Lâm và cho Hải Lâm cùng một buổi trải nghiệm với chiếc xe Tesla. Hôm nay thì tiết rơi rất nhiều cô chú anh chị. Trời cũng khá lạnh lạnh. Bước sang tháng 12. Còn vài tuần nữa thì cũng đến Noel rồi. Vào mùa đông thì tuyết rơi phủ đầy đường, nhìn trắng phiếu, rất đẹp cô chú anh chị. Một ngày mới chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và mọi điều tốt đẹp. Hải Lâm mời cô chú và anh chị và các bạn cùng đi tiếp theo đến giao lưu với anh Thanh. Anh ở đâu tới anh? Christina không? Cách đây cũng bao nhiêu cây? Khoảng gần 300 cây số. Model mấy anh? Model 3. Model 3 nè. Anh mua lâu chưa anh? Mua được khoảng 2 tháng rồi. Anh mua được 2 tháng rồi nè. Đến thăm mình, anh có chiếc Tesla nè. Chiếc này cũng rất đẹp. Gần 300 cây. Hôm nay thì anh đến hám sò cả nhà. Anh đến hám sò chơi nè, anh thăm mình nè. Đó thì anh em lâu quá mới gặp lại. Cũng cách đây cũng mấy năm anh ha. Ừ, mấy năm rồi. Hôm nay thì anh mình đến đây để thăm mình, mời đi tiệc nữa mà chiều nay mình cũng có buổi tiệc đến cả nhà cho nên không có đi chung với anh được. Trải nghiệm một buổi như này. Lái Tesla. Màn hình của Tesla này thì anh đang chỉnh trong bộ phận của Tesla. Đó. Lúc 12 giờ ha. 12 giờ 40. Hám tò nè. Nếu hôm nay không phải có chiếc xe nó chạy tới nè, xe nó chạy tới nó lùi vô gần xe mình nè, thấy chưa? Đó. Chiếc cái bên này chiếc mạc nè. Ví dụ nó có đụng vô xe mình gì là đây nó thâu lại hết ráo, camera nó thâu lại cho nó mình thâu lại hết ráo. Cũng hay chứ. Rất là hay. Thì chia sẻ cho mình biết và cả nhà biết luôn. Ví dụ mình muốn chỉnh cái gì là mình chỉnh cho này đây ha, thì anh bấm đây cài là của anh, của chị với con gái anh là ba người cho ba người thành viên trong chiếc xe này. Không, cho mình chỉnh cái ghế ngồi rồi đó. Chỉnh sẵn rồi bây giờ. Thì vô bấm vô đây ha. Bạn thấy là tự động nó lên cái chỗ là con gái anh nó ngắn chút của chị Vinh, của chị. Bây giờ anh bấm lại nè. Tên anh ha. Bắt đầu nó điều khiển lại cho anh cái hệ thống anh chạy ha. Giờ mình chạy ở đây nó sport. Chi có nghĩa là mình chạy bình thường thôi. Sport là mình hồi nãy mình chạy tốc độ sport đó. Autopilot thì nó có đây rồi nè, đây cái gì, cái hand phát này nè. Thí dụ như cái này á, mình phải có số mật mã. Phải có số mật mã mà mình anh bấm số mật mã ra. Đó, giờ là nó mở ra cả nhà nữa. Phải có số mật mã mới mở được. Đó. Rồi hai chưa? Chỉnh cái hệ thống vàng nóng nha, thí dụ khoảng vậy. Đây đó, thì giờ bây giờ đã nóng bên đây rồi. Bấm nóng bên đây nha. Bây giờ lát nữa nóng nữa là sửa ghế bên mình luôn cả nhà, nó sửa là hết luôn. Hay chưa. Tùy theo cái nóng ít nóng nhiều đúng không. Rồi khỏi đây. Rồi em khỏi tắt luôn đó. Giờ là biết rồi. Giờ có cái gì nữa ta, hay là hệ thống Navigation khuôn, có nghĩa là bản đồ cái mình không phải cái giống như GPS đó. GPS mình muốn chỉnh đi đâu thì mình bấm là chạy đến nó. Thôi mình giờ chạy tới thủ tướng đi với mình nha. Đó, bắt đầu mình bấm qua sport mình đi sport nó đi nhanh hơn. Nhấn xuống giờ đi nè cả nhà. Chỗ này cũng được. Lái rất là im cả nhà ơi, không nghe tiếng máy. Bây giờ đi đường nào, ra đây phải không, quẹo phải không? Bên đây. Nắng cũng rất đẹp cả nhà. Đó. Một buổi trải nghiệm Tesla nha. Rất là im. Rồi quẹo này luôn. Này nè. Ra ngoài ngã ngõ ngoài đó quẹo bên tay phải luôn anh. Tay phải nha. Ta lái rất là hấp dẫn. Thì anh muốn cho mình trải nghiệm một buổi về Tesla. 60 cây số giờ.
chạy chúng rất liêm. Anh mua chiếc này anh rất là thích phải không anh Thanh? Thích lắm, thích lắm, nhưng mà nó hơi nhỏ. Mình lại thích cái dòng Excellence, chứ nó to hơn, nó chạy nó đậm. Lát nữa ra thử tốc độ cho em xem. Trời, anh muốn ra S6 cũng được, S6 chế xác chắc luôn nè. Để đi bên Linh bên đây luôn. Bây giờ thì ông anh mình muốn ra bãi biển chút xíu, cho anh xem chút xíu. Tesla này cũng rất là thú vị cả nhà. Ra E6 luôn ha, là em ơi, đi E6 đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. Cuộc chạy khiếp luôn cả nhà ơi. Một xíu mà thấy chạy ngọt luôn á. Nó giống như tên lửa đúng không anh? Rất là thú vị nha. Ở đây là chỉ đường có 60 thôi. Đường ngoài kia đã tới 120 luôn á. Chạy rất là sướng. Một tơi với ông pin. Pin. Đó giờ anh qua chuyển qua lên bên kia đi rồi mà tới cái đèn đỏ. Sướng quá cả nhà. Nó bấm một cái nó giọt nó giật cái người mình ra phía sau luôn á. Giống như là đi xe điện mà nó chạy vòng chạy lên dốc nó xuống dốc. Quá sướng. Elizabeth vậy đó. Đó đây quẹo quẹo nè. Hôm nay anh mình cho mình trải nghiệm mình quá sướng. Quá sướng luôn á. Lần đầu tiên không? Lần đầu tiên em ngồi bên đây. Báo cho anh biết luôn á. Đó, giờ thì anh chạy thẳng luôn, cái đó chạy thẳng luôn nữa. Ngày xưa đây cái hãng đây là hãng lớn nè. Thử nó giật đi nha. Bây giờ ùm lên tới 100 mấy luôn. trong mấy giây thôi. Lên gần tới 130 luôn cái nha. Ù ghê gớm vậy. Chẳng tích tắc. Trong vòng có mấy giây á mà lên tới 130 luôn á. Thẳng vào bản luôn hả? Thẳng luôn. Ù quá đã. Mà nó gọi là nó chạy mà gọi là sức hút. Giống như mà cái nút mình á. Hút vô ghế luôn. Nút dùng ghế mà nút. Bây giờ mình thấy nó kiểu giật mình á. Cái này nó có loại autopilot á. Cái gì mình bấm vô tự động nó lái luôn. Nó chỉnh nó lái luôn. Không, tự động nó lái luôn. Nhưng mà thì điện nó chưa có. Ở bên Âu Châu này nó chưa có thành hành đúng không? Không, nó chưa cho phép. Nó cho mình chạy ngoài xa lộ nhưng mà mình phải để cái tay lên cái tay lái rồi mà nó tự động nó lái nha. Cái chiếc mà lái mà tự nó lái thì em có lái rồi, tại vì áo đì á bạn em có. Nhưng mà ở Âu Châu này nó chưa cho phép đâu. Nó chưa cho phép chạy mình chạy nhưng mà mình phải giữ tay lái. Rồi anh chạy theo chiếc đó luôn nha. Nó đi lên tốc độ rất là nhanh luôn. Rất là nhanh, nó đi rất là nhanh cả nhà. Độ của nó thấy cái nhà thang lên cái giúp đây này. Trước nó có đường đây dở dẹp. Mình phải nói là chiếc này là tuyệt vời. Thấy cái nhà thang lên quá trời lên là Model 3 thì nó có 3 loại, một cái standard với một cái longgen với một cái permanence. 510 mã lực. 510 mã lực. Thấy pin thấy mã lớn chưa? Đây nó tới 6 cái lò gách của nó được. Thẳng vào bản luôn hả? Thẳng luôn. Thôi bị thêm ở bài này đó. Cái này là cái lò gách của nó thôi. Cái để nó để đồ đó, nó chứa ra nó phát cho. Nó bán cho nào quỳ, bán cho mình thử một cái lần đó cho em. Đây đường nhỏ không anh? Đường nhỏ nhưng mà nó thẳng á, thẳng là được à. Chút nữa đi, chút nữa. Đây nó cái này gọi là bên trong á. Nó im á. Im. Không nghe tiếng ồn của máy. Ngồi chiếc này em thấy là sướng á chứ. Quá sướng luôn. Cái chứa đường cũ nó nè. Giờ nó dẹp nè. Tại vì nó làm lại mới luôn á. Số 0 cả nhà. Coi anh phi một cái này cả nhà. Wow. Ghê chưa cả nhà. Nó hút người vô xe. Vô trong ghế vậy đó. Nhưng mà gọi là đứng luôn á. Xe đứng mà gọi là nó lên. Mà lên một cái là rất là nhanh. Lên dù luôn á. Còn mà nó gọi là chạy là khác nữa đúng không? Nhưng mà nó cũng hao điện dữ lắm. Ăn rất là nhanh mà. Tại nó ăn điện rất là nhanh. Một buổi trải nghiệm rất là thú vị. Lâu lắm rồi không có về Hamster. Lâu anh không nói không về Hamster mình. Hôm nay thì cho anh trải nghiệm là, một buổi trải nghiệm nè. Chỗ này hồi xưa là bà xã ở đây. Nhưng là đi hết rồi. Nó cắm vô vì vợ là hám to đúng không? Này nha. Rồi, ok.
vào. Ghê gớm cái nhà, đường thì cũng có tiếng cái nhà cho nên mà xe nó chạy rất cũng rất là êm. Rất là tuyệt vời luôn. Mà nó hút, nó hút, con nhận nó hút mình hít, hít vô ghế luôn. Hít vô ghế luôn. Gọi là mạnh, gọi là mạnh. Nó xe này nhỏ xíu mà tới 510 mã lực luôn rồi. 500 mấy mã lực. Vậy là mình đi ra ngoài biển phải không? Này mà biển rồi nè. Đây rồi biển. Không ra ngoài bãi có đi ra ngoài bãi tắm không? Bãi tắm ở phía bên đây. Nhưng mà thôi đi. Đó thì hôm nay thì anh cho mình một buổi trải nghiệm đi Tesla nè cả nhà. Rất là tuyệt vời. Chiếc xe này nó không có cái gì, nó chỉ có cái màn hình này thôi. Có cái iPad này thôi. Cái đây gọi là cái đồng hồ của nó nè, nó đồng hồ mà vừa màn hình luôn. Màn hình của nó là nó chỉnh tất cả đều trong này hết đó. Yeah. Muốn làm gì là chỉnh trong này hết đó. Trong đây thì nó có đầy đủ hết. Trong chiếc xe này là đây là bộ phận chính của nó nè. Chỉnh là chỉnh trên màn ảnh đó. Tới đây quẹo phải phải không? Tới đây quẹo phải. Đó, nghe cho người nó quẹo phải. Nói là trong đây đều phải có mã số cả nhà. Cái hộp tủ này cũng có mã số. Nói bà xài bằng cái thẻ cả nhà. Cái thẻ rút tiền cả nhà. Nó là cái chìa khóa đó, mình để ngay trong này là mình để mà chạy. Hoặc là mình dùng điện thoại. Mình có cái điện thoại này mình chỉnh bằng trên cái điện thoại luôn cũng được nữa. Nó có cái app đúng không? Nó có cái app của nó rồi mình chỉnh đó. Mình chỉnh cái điện thoại, mình mở cửa hay là mình muốn làm cho xe nó nóng trước khi để mình lên đó. Mình làm xe trước nóng rồi nó làm cho nóng rồi nó làm tan tiết trên màn trên kiến này nè. Làm xe ấm rồi mình ra mình lên mình đi thôi. Đúng, rất là thú vị cái nhà. Tesla nó có ba dòng xe, loại Model X, Model 3 này á, thì nó là loại nhỏ nhất, rồi nó xong có S, rồi có X, bây giờ nó ra thêm một dòng nữa là Y. Y là cái dòng Y nó tựa giống như X đó nhưng mà nó nhỏ hơn X. Đúng rồi. X thì nó có hai cái cửa mở như cánh chim á. Đó gọi là phía sau đúng không anh? Dạ đúng rồi. Bên hông xe nè, chiếc Tesla này cũng rất là hay cả nhà. Mình chạy có xe kế bên nó báo hết trơn, xe trước xe sau nó báo hết luôn cả nhà. Đó nó chớp đèn gần mình quá nó cũng báo. Rồi nó có cái màn ảnh này nữa nè. Này cũng đồng xe hình lái đi chút. Đó, mình thấy màn ảnh nè. Thấy phía bên ngoài luôn đó. Đằng sau, cái này đằng sau. Phía sau ha. Cái này hai bên hông. Nó có cái camera trên này nữa nè. Có camera này mà nhưng mà nó không có quay vào. Chạy thẳng luôn nha. Nó có đó là. Xe đằng trước đậu mấy chiếc nó có đó. Báo biết cho mình biết luôn. Đằng
sau á mình có cái cốp đằng sau nè, mình bấm vô đây là mở nè, đằng trước nè là cũng có cái cốp luôn. Tại xe này nó không có máy đó, nó không có cái máy gì, đằng trước nó có một cái cốp, đằng sau có cốp, đây là hai cốp luôn, là không, tại vì này nó có motor thôi, đâu có máy đâu, đúng không? Rồi đây ví dụ như cái này mình bấm vô đây là bấm cạnh cái là nó khóa xe lại, xe nó khóa đó, thì mình mở ra, là mở. Đại khái thì ở đây mình chỉnh tất cả đều mình chỉnh ở trên màn hình hết đó. Ví dụ như là cái kính bên trái bên phải mình chỉnh bằng điều khiển mà mình chỉnh bằng trên này hết ráo nha. Lăn là hết chưa đó. Là vô cái nhà nè. Còn mình chỉnh bài dữ dội. Là cái tay này đó. Tay lái mình chỉnh xuống nha. Đâu cũng hay vậy. Lên xuống, còn muốn cho nó lên xuống thì mình bấm vậy đó. Rồi kéo ra được luôn cả nhà. Rồi hay chưa? Để vô. Tùy theo cái người mà gọi là thấp dài đó. Là mình là giống như mình người mình thấp á, mình cần tay lái nó dài ra mình chút. Rồi ở đây nó có một cái hệ thống nè, cái hệ thống mà khi mình đậu xe đó, mình bấm vô trong đây á là tự động là mấy cái camera nó hoạt động. Là nó quay cho mình. Nó quay cho mình. Thí dụ mình có bạn người ơi. Mà thí dụ nó đến nó phá xe mình hay là nó cọ xe mình đó thì nó quay lại hết ráo. Nó quay lại nó thấy màn ảnh cái người đó như thế nào, hình ảnh như thế nào là nó quay rõ lắm. Chẳng hạn như vậy nè, đó. Đó là thấy phía sau. Hồi nãy mình ở đây đi nha. Đó mình thấy có người đi ngang thấy chưa? Nó có người đi ngang nhìn thấy liền thấy chưa? Còn nhà như ở đây nữa nè, đó. Rồi. Người ta dê xe vô á. Hồi nãy đó. Lần trước là có người nó đi tới cái chỗ thí dụ như nó đến gần quá thì nó sẽ nổi lên cái màu đỏ này đó là có người nó đến gần xe mình quá. Nó thâu lợi. Thí dụ như vậy. Như này. Tuy nhiên là nó high tech cái mà. Chỉ có cái màn ảnh vậy thôi là nó điều khiển nguyên chiếc xe. Nó điều khiển hết luôn. Cộng nó mở cửa ra, mở cái cốp lên nè. Thì anh mở bằng điện thoại luôn cái nhà. Nó có cái điều chỉnh này bằng điện thoại nè. Đó là cái cốp này mở bằng điện thoại nè. Đó. Tao mình mở bằng ấy luôn cái nhà. Cũng bằng điện thoại luôn. Đúng không? Đó, mình mở nha, bằng điện thoại. Đó, bây giờ mình quay xa cho cái nhà nó thấy chưa? Dùng bằng điện thoại luôn cái nhà. Đó. Thì xe này Tesla là mình dùng bằng cái điện thoại luôn cái nhà. Dùng điện thoại mở cốp ở đâu? Mở cốp ra luôn. Đóng lại thì bây giờ mình phải đóng tay cho nó. Đóng phải đóng bằng tay, đóng lửa lại. Cũng ra rất là thú vị cái nha. Ví dụ như mình mở xe ha, mở xe rồi. Đó thì nó mở động mình khóa xe đó, nó báo lại cho mình nè. Cô chú anh chị thân mến, mình xin tạm dừng video tại đây. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thôi xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye.